định bỏ mốt. Bỏ qua chuông rồi chịu à? Bỏ ra cho nó ăn. Mày xế, hái rồi. Chết rồi. Được, có lấy xả bông một không đó? Để đem con nhà rồi đi chơi. Có chứ, xé này hóa chứ thả hết. Dậy vô. Con. Nói chung mà mới 9 con nó đứng xem mà để 18 con nữa này mới tức cái này. Thì có lẽ phải điền luôn đấy, bữa mô xin hỗ trợ đấy. Chứ ăn thì rớt mất con rồi. Đi lúc nữa đó. Mình đẩy nữa là mình nhỏ rồi. Mẹ, hẳn là cầu cắt chứ mà nằm im rồi. Tí cả một quần mình ra. Hai con. Hai nhà. Con đây Yến này. Con to bố con nhỏ đấy. Nhà người con này có 8 cân 4 thật tính kia con rồi. Con là đều ở nhà 8 con này cũng nhận đẹp đó. 10 con chứ, 8 con. Hồi vô đếp. Thế thuộc chỗ quyền là thuộc cái đó. Cái này là đặt để chăm sóc thôi. Trời ơi, chỉ được cái 16
Ôi ba này thì mắt mù lục hú sáng rồi, cái chọc nó rửa đi. Nửa cái khót ra. Lồn thật anh luôn à? Lồn được im chứ. Có lẽ đủ đâu nha, phải tiêm lâu nữa này. Chỗ này chẳng chí mù hết rồi mà này không tìm được rồi. Không, cái chỗ này lúc chung mè thôi mà đá được. Thế ta thảo mấy lao nữa, quên cột lại nữa. Có lực cãi. Có lực cãi thật mà. Đấy, đi bắt đi đi. Mà tún rã xuống chỗ đó. Vậy là kề đấy. Không rã xuống không? Bực mình ơi. À. Bữa sáng xuống bắt xin con đấy. Rớt mất con. Mà làm được không? Cái đường rảnh đấy vẫn hơi rộng rồi. Lớn vẫn quay lại được chứ. Ôi con lớn đấy đẹp lắm. Mày đấy đẹp rồi. Cống mèn kiếm đi. Trong phần. Rồi lại cái dây này thì thốt thốt nó hái tới 16. Cái cửa này mày vô được kia mở ra bán. Ui ui. Chia đôi à? Chia ở đằng này. Ui ui ui. Mẹn. Còn con này thì 7 cân này. Đó, đập đầu ông mình ạ. Đạn lần có phải bố chuông nào mô. Cân đi đồng hồ để mô. Đồng hồ thảo ra.